Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Vì sao mà đại gia Minh Nhựa tậu VinFast Lux SA 2.0 dù lâu nay chơi toàn siêu xe? Minh Nhựa nổi tiếng thay siêu xe như thay áo, nhưng mới đây anh bất ngờ tậu chiếc VinFast Lux SA 2.0 với số tiền là khoảng 1,2 cho đến 1,5 tỷ đồng. Trên trang Facebook cá nhân của mình, đại gia doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, hay còn gọi là Minh Nhựa, đăng tải hình ảnh về chiếc xe hơi mới nhất được anh tậu về gara. Thật bất ngờ khi đó là không phải là một chiếc siêu xe đình đám giá cả chục tỷ đồng, mà Minh Nhựa từ rước về một chiếc đó là VinFast Lux SA 2.0, một chiếc xe mang thương hiệu của Việt Nam. Một dòng trạng thái mà anh ấy viết trên Facebook, thêm chiếc xe vào đội hình, tự nhiên thấy vui quá, vui vì mình là người Việt Nam, vui vì đây là chiếc xe Việt Nam tôi đó và Việt Nam tôi có. Bài đăng đi kèm hình ảnh Minh Nhựa tạo dáng cùng chiếc VinFast Lux SA 2.0 và một chiếc xe thương hiệu Việt đã được độ theo tông màu đen trắng, dán đề can đen bóng cho phần nắp capo và nóc xe. Bên cạnh là chiếc Mercedes AMG G63 với phong cách y hệt chiếc VinFast Lux SA 2.0. Bài đăng của Minh Nhựa đã thu hút hơn 11.000 lượt like kèm theo hàng trăm lời bình luận. Nhiều khán giả bất ngờ với việc đại gia Minh Nhựa chọn chiếc VinFast Lux SA 2.0 vào bộ sưu tập xe khổng lồ và giá trị của mình. Dù vậy, hầu hết các ý kiến đều thích thú và tán dương hành động mua xe của anh đại gia Minh Nhựa này, ủng hộ nền công nghiệp ô tô nước nhà. Chỉ có điều, một số người lại thắc mắc không hiểu vì sao Minh Nhựa lại chọn VinFast Lux SA 2.0 thay vì VinFast Resident. VinFast Lux SA 2.0 có thể coi là sub kinh tế nhất trong gara của Minh Nhựa hiện tại. Bản thấp nhất VinFast Lux SA 2.0 mua theo giá trả thẳng hiện vào khoảng 1,2 tỷ đồng, trong khi đó bản cao cấp nhất là 1,45 tỷ đồng, chưa bao gồm phí lăn bánh. Tuy nhiên, nếu nhìn vào việc chuyển dịch sang thú chơi sub trong vài năm trở lại đây, việc Minh Nhựa tậu VinFast Lux SA 2.0 là điều hoàn toàn dễ hiểu. Năm 2020 chứng kiến sự tàn phá về mặt kinh tế nặng nề của dịch Covid-19, khiến nhiều đại gia chơi xe đình đám tại Việt Nam phải chia tay với hàng loạt siêu phẩm. Tuy nhiên, doanh nhân Minh Nhựa vẫn thể hiện phong độ chịu chơi của mình khi tậu đến 6 chiếc xe trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng trong khi mà chỉ bán đi có 2 chiếc mà thôi. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này.